Xin kính chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Trần Thu Trang, hiện tại đang làm tòa nhà của tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, một trong những dự án mà PMC đang quản lý. Thời gian trôi nhanh thật, đã thấm thoát được 6 năm làm việc và cống hiến cho công ty. Trong quá trình làm việc tại PMC, tôi đã trải qua một số vị trí như quản lý sảnh, thư ký kỹ thuật, kế toán. Hơn nữa, được làm việc với 4 tòa nhà VNPT, Sky City, Sông Hồng và Cục Tần số đã cho tôi thêm kinh nghiệm hơn trong công việc. Trong năm 2016, tôi đã được tham gia chương trình đào tạo quản lý sảnh do công ty tổ chức, giúp tôi hiểu biết sâu hơn về nghiệp vụ. Tôi hy vọng sang năm mới sẽ được tham gia nhiều khóa đào tạo, luôn luôn phấn đấu, hoàn thành tốt các công việc và gắn bó làm việc lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của công ty. Cá nhân tôi cũng cần phải học hỏi, bổ sung thêm kiến thức, phục vụ tốt các lĩnh vực và có sự phấn đấu hơn nữa trong công việc. Tôi cũng mong muốn toàn thể các anh chị em đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc về mặt chuyên môn cũng như trong cuộc sống để tạo ra môi trường làm việc đoàn kết, vui vẻ và hiệu quả. Nhân dịp năm hết Tết đến, thay mặt anh chị em trong công ty, tôi xin gửi lời chúc toàn thể, ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên chúc các bạn đủ sức khỏe và trí tuệ để lái con thuyền ra khơi thành công vượt trội. Kính chúc công ty ngày càng phát triển, thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường phía trước và tự tin khẳng định thương hiệu uy tín của BNC. Ngoài ra, trong năm mới này, tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc hai đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nghe lời bố mẹ và tổ ấm gia đình nhỏ, lúc nào cũng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Happy New Year!